Hành tinh của chúng ta, trái đất, là một nơi thật sự đa dạng và kỳ diệu, nơi sự sống tìm thấy cách để tồn tại, ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Từ những sa mạc nóng bỏng đến những vùng cực băng giá, động vật đã phát triển những khả năng thích nghi đáng kinh ngạc để sinh tồn. Một trong những điều kỳ diệu nhất chính là khả năng chịu đựng cái lạnh khủng khiếp của một số sinh vật, dường như thách thức giới hạn của sự sống. Trong mùa đông lạnh giá, khi nhiệt độ xuống rất thấp và nước biển thành băng, hầu hết các loài động vật di cư đến nơi ấm áp hơn hoặc ngủ đông, giảm các hoạt động của cơ thể để tiết kiệm năng lượng. Nhưng có một số sinh vật đặc biệt đã tiến hóa theo một cách khác. Chúng cho phép cơ thể mình đóng băng hoàn toàn, rồi tản ra và sống lại khi trời ấm lên. Khả năng kỳ lạ này được gọi là cryobiosis, ngủ đông, khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về sự sống và cái chết. Nó cho thấy sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và những cách thích nghi phi thường cho phép động vật sống sót, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Hãy cùng tôi tìm hiểu về một sinh vật như vậy, loài cá băng kỳ diệu sống ở vùng biển băng giá. Ở vùng biển lạnh giá của Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương, nơi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C, sống một nhóm cá đặc biệt gọi là cá băng. Những sinh vật này đã phát triển những khả năng thích nghi độc đáo, giúp chúng sống tốt trong môi trường mà hầu hết các loài cá khác không thể tồn tại. Cá băng dễ nhận ra bởi cơ thể trong suốt, thường không có vậy. Một số loài thậm chí còn có máu trong suốt, một sự thích nghi kỳ lạ giúp chúng sống sót trong vùng nước băng giá giàu oxy. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất ở cá băng là khả năng chịu đựng nhiệt độ dưới 0 độ C, đóng băng hoàn toàn trong mùa đông. Điều này có được là nhờ một số khả năng thích nghi sinh lý, ngăn chặn sự hình thành tinh thể băng bên trong tế bào của chúng, một quá trình có thể gây chết cá. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cơ chế sinh học cho phép những loài cá thú vị này sống sót khi bị đóng băng. Bí quyết sống sót của cá băng nằm ở một sự thích nghi đáng kinh ngạc, việc sản xuất protein chống đông hay còn gọi là AFP trong cơ thể chúng. Những protein này hoạt động như chất chống đông tự nhiên, ngăn cản sự hình thành tinh thể băng bên trong tế bào và mô của cá. Khi nước đóng băng, nó tạo thành cấu trúc tinh thể có thể phá hủy màng tế bào mỏng manh. Tuy nhiên, AFP bám vào các tinh thể băng đang hình thành, ngăn chúng phát triển lớn và gây hại cho tế bào của cá. Điều này cho phép cá băng chịu được nhiệt độ đóng băng mà các loài cá khác không thể. Những protein chống đông này rất hiệu quả, cho phép cá băng sống sót ở nhiệt độ nước thấp đến âm 2 độ C. Sự thích nghi đáng kinh ngạc này cho thấy sức mạnh của tiến hóa và sự đa dạng tuyệt vời của sự sống trên trái đất. Khi mùa đông đến và nhiệt độ giảm mạnh, cá băng chuẩn bị cho quá trình đóng băng hàng năm. Chúng tìm chỗ trú ẩn dưới đá hoặc trong các kế băng, nơi chúng ít vận động, tiết kiệm năng lượng. Khi nước xung quanh đóng băng, cá cũng đóng băng, cơ thể được bọc trong một lớp băng bảo vệ. Trong trạng thái đóng băng này, quá trình trao đổi chất của cá băng chậm lại đáng kể, nhịp tim và hơi thở của chúng gần như không còn. Chúng bước vào trạng thái ngủ đông, giống như ngủ đông ở động vật có vú, các chức năng cơ thể giảm xuống mức tối thiểu. Giai đoạn ngủ đông này có thể kéo dài vài tháng, cá băng sống dựa vào năng lượng dự trữ. Suốt thời gian này, protein chống đông trong máu tiếp tục bảo vệ tế bào khối tác hại của tinh thể băng. Khi mùa xuân đến và nhiệt độ bắt đầu tăng, lớp băng quanh cá băng ngủ đông bắt đầu tan. Dần dần, cá tan băng, cơ thể chúng trở lại với sự sống. Quá trình hồi sinh này cũng kỳ diệu như khả năng đóng băng của chúng. Khi băng tan, quá trình trao đổi chất của cá băng tăng lên, tim chúng đập nhanh hơn và mang bắt đầu cử động nhịp nhàng. Chỉ trong vài giờ, cá đã hồi sinh hoàn toàn, bơi đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chu kỳ đóng băng và tan băng đáng kinh ngạc này cho thấy sức sống mãnh liệt của sự sống và những sự thích nghi phi thường giúp động vật tồn tại, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Khả năng chịu đựng nhiệt độ dưới 0 độ C của cá băng là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học và là lời nhắc nhở về những điều kỳ diệu mà thiên nhiên đang nắm giữ. Khả năng kỳ diệu của cá băng, đóng băng và tự hồi sinh không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thú vị. Nó còn cung cấp những hiểu biết quý giá về tiềm năng của cryopreservation, bảo quản lạnh, quá trình bảo quản tế bào và mô ở nhiệt độ cực thấp cho mục đích y tế. Các nhà khoa học đang nghiên cứu protein chống đông của cá băng để hiểu rõ hơn về cách chúng ngăn chặn sự hình thành tinh thể băng và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Nghiên cứu này có thể dẫn đến những tiến bộ trong việc cấy ghép nội tạng, lưu trữ tế bào dài hạn và bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Câu chuyện về cá băng là minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi và sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Nó nhắc nhở chúng ta rằng,
ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn tìm ra cách để tồn tại. Sự sống vẫn tìm ra cách để sinh sôi. Câu chuyện về cá băng là một minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi và sự đa dạng kỳ diệu của sự sống trên trái đất. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn tìm thấy cách để phát triển. Khả năng đóng băng hoàn toàn và sống lại của cá băng là một nguồn cảm hứng và kỳ diệu, mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự sống và nơi nó có thể tồn tại. Khi chúng ta tiếp tục khám phá thế giới tự nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra nhiều sự thích nghi đáng kinh ngạc hơn và những sinh vật kỳ lạ thách thức hiểu biết của chúng ta về sự sống. Cá băng, cư dân của vùng biển băng giá, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về vẻ đẹp, sức sống và khả năng phục hồi của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nó khuyến khích chúng ta trân trọng những điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên và tiếp tục khám phá những bí ẩn của nó, và tiếp tục khám phá những bí ẩn tiềm ẩn bên trong nó.